Xin chào tất cả các độc giả của tạp chí Đẹp. Hôm nay chàng sẽ không phải chàng sẽ làm gì bây giờ? Xin chào cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai của tạp chí Đẹp. Ngày hôm nay chàng sẽ chia sẻ với mọi người một số món đồ ở trong túi ba lô hàng ngày của mình. Lý do vì sao mà chàng lại phải luôn mang một cái ba lô to như thế này? Bây giờ chúng mình hãy cùng mổ xẻ từng vật dụng trong nó nha. Đây là một cái laptop. Laptop là nơi mà mình thường ghi lại tất cả những dự định, kế hoạch công việc, rồi ý tưởng video mới, vì thế không thể thiếu được. Và đây cũng là lý do mà mình cần một cái ba lô to như thế này thì mới để được một cái laptop ở trong đấy. Tiếp theo chúng ta có một đôi tai nghe. Nếu mà mình chọn hôm đấy là mình đi làm việc ở quán cà phê, không làm việc ở văn phòng hay là không làm việc ở nhà, thì mình thường thích đeo tai nghe để có thể nghe nhạc và chống tiếng ồn, không nghe thấy rõ người ngoài đang nói chuyện. Hiện tại thì mình đang mang theo một cuốn sách, và tại mỗi thời điểm thì sẽ có một cuốn sách khác nhau, nhưng mà hiện tại thì đây là cuốn mà Trang đang đọc. Cuốn này là cuốn về nội dung của Gam 7. Hiện tại thì mình đã đọc gần hết cuốn này rồi. Và vì sao lại luôn mang theo một cuốn sách ở trong này? Đấy là ví dụ như khi mà mình có hẹn gặp ai ở quán cà phê chẳng hạn, và đang phải ngồi đợi người ta, hoặc là đơn giản là đang đặt đồ uống và đồ uống chưa tới, hoặc là nhiều khi chỉ muốn ngồi đọc thư giãn đầu óc thôi, thì mình sẽ luôn mang một cuốn sách như thế này. Hơi nặng một chút nhưng mà là một cái gì đấy thay đổi trong ngày rất là hay. Tiếp theo thì chắc chắn là phải có ví tiền rồi. Trong ví thì sẽ có tiền và có thẻ, không thể thiếu khi đi ra đường. Tiếp theo là giấy tẩy trang. Lý do mà mình mang giấy tẩy trang không phải là để tẩy trang mặt, cũng không phải là để tẩy trang bất kỳ một cái gì trên mặt cả, mà là để tẩy trang tay. Tại vì mình nghĩ là cái công việc cũng như là cái sở thích kỳ dị của mình đấy là thử rất là nhiều son ra tay, nên lúc nào cũng cần phải mang một cái gói giấy tẩy trang để tẩy, không là bị sẽ lem hết ra quần áo, đồ đạc. Tiếp theo là một lọ mint của Double Mint cho thơm miệng. Chìa khóa nhà. Vì mình rất hay sợ mất chìa khóa nên là phải chọn cái loại mà nó có cái tiếng như thế này, để khi mà ra đường, khi mà nghe thấy cái tiếng leng keng là biết là mình có mang chìa khóa theo. Còn nếu mà không là bắt đầu giật mình là đã phải nghĩ xem là chìa khóa của mình đang ở chỗ nào rồi. Ngăn ngoài trông thế này nhưng mà để được rất là nhiều thứ. Hai lọ nước hoa mini. Khi ra đường thì cái thời tiết ở Sài Gòn khá là nóng nực, mặc dù là mình không đi bộ ngoài đường quá nhiều, nhưng nếu mà phải đi đâu đấy cả ngày thì thường mình sẽ mang những cái lọ nước hoa mini như thế này để có thể chấm nhẹ vào tay hoặc là chấm nhẹ vào cổ để cái hương thơm nó sẽ được kéo dài hơn. Và hai cái lọ mà mình mang trong ngày đấy là của Marc Jacobs mùi Daisy, và một lọ nữa là Chloe. Chắc chắn là không thể thiếu son rồi, nhưng mà với cái thói quen sử dụng son theo kiểu sử dụng lôi ra đánh xong rồi để ngoài quên luôn, thì thường trong ba lô của mình lại không có quá nhiều thỏi son mà sẽ chọn theo ngày. Ví dụ như ngày hôm đấy mình muốn sử dụng tông son gì thì mình sẽ lấy thỏi son đấy và để vào trong ba lô thôi, hôm sau lại chọn thỏi son khác mang theo. Với ngày hôm nay thì mình đang mang cái cây The Same màu strawberry, là màu hồng đỏ. Bạn này là son kem lì, khi mà thoa lên thì sẽ có một lớp lì nhẹ, không lì hoàn toàn mà nó sẽ có một độ bóng vừa phải. Tuy nhiên sau khi ăn xong thì sẽ trôi tương đối và còn lại một lớp màu trên môi. Thì lý do mình chọn màu này là bởi vì nếu như đi cả ngày mà mình cần phải ăn và không có thời gian dặm lại nhiều thì mình sẽ để một lớp base, một lớp nền môi ở dưới. Cây còn lại thì là cây son trong bộ sưu tập mới ra mắt nhất của mình, và màu ngày hôm nay mà Trang dùng là màu Fantasy đỏ nâu, là màu đang dùng trên môi đây. Dây sạc máy tính từ ban nãy. À, sạc điện thoại nữa. Với cái tần suất sử dụng điện thoại của mình thì mình nghĩ là không thể nào mà không mang theo sạc điện thoại được. Nhất là những khi mà làm việc cả ngày ở bên ngoài và mà thiếu mất cái này là coi như mình không thể nào tìm được đường về nhà, gọi được xe về nhà nữa. Về vật dụng trang điểm thì mình thường mang theo một cây kẻ mắt. Cái cây này thì mình để cố định ở trong túi này luôn. Và cây kẻ mắt này là của Herin Make. Dòng này, cái hãng này là hãng Nhật. Và cái loại kẻ mắt này thì mình rất thích bởi vì cái đầu lông của nó siêu mảnh và nó chống thấm nước, nên là khi mà mình kẻ mắt trong ngày thì dù có mồ hôi chảy ra hay thế nào đi chăng nữa thì cũng không bị lem. Ngoài ra thì có hai cây bút, một cây bút bi, một cây bút đầu lông để nốt lại những gì cần thiết, nhưng mà hôm nay thì mình quên mang sổ mất rồi. Và cuối cùng là một hộp phấn phủ. Thì cái hộp phấn phủ này là của Eclipse, một hãng Hàn Quốc, và Trang thì sở hữu cả hộp này màu đen và màu trắng. Màu trắng thì là kiềm dầu, và vì thường trong ngày nếu mà có ra mồ hôi hoặc là có dầu thì mình thường dùng cái miếng bông này mình sẽ dặm bớt đi, và nó có gương nữa nên là cũng phục vụ cho việc kẻ mắt hoặc là tô son trong ngày luôn.
Và đây là tất cả vật dụng nằm trong ba lô của mình mỗi khi mình đi ra ngoài. Có thể nói với mình đây là những vật dụng không thể thiếu rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này. Và hãy đón xem Trang trên tạp chí Đẹp vào tháng 12 nha. Cảm ơn mọi người, bye bye.